Chào các bạn đã đến với lại Share and Share livestream cùng anh Wombo. Thì hôm nay anh Wombo với mình sẽ dẫn các bạn đến với lại hội chợ. Đây, ở đây là Nguyễn Thị Minh Khai. Giờ cuối tuần lễ Tết người ta hay đi chơi đông lắm. Đây, ở bên đằng trước là Lô Tô. Sĩ có bà giang sĩ rất nhiều. Dạ, anh quan kim nhật cho bên hai bé miễn phí của con lời tiếp theo ha. Và để công bằng nhất cho tất cả quý vị may mắn trúng thưởng thì chúng tôi sẽ mình sẽ ở đây cho mọi người coi một tí xíu rồi mình sẽ dạo một vòng xem nó ở đây nó có những cái gì cho mọi người coi và ăn những món gì. Rồi sắc xuân ta sĩ và hai người quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ xin mời chủ nhân đầu tiên, chủ nhân thứ hai, chủ nhân thứ ba, chủ nhân cuối cùng. Sao nó giật mạnh sao có mặt nó buồn hiu vậy? Để bật mí cho mọi người nghe rồi nha. Bây giờ mấy người mấy anh chị này hát rất là hay, hát Lô Tô rất là hay luôn á. Rồi có mấy vậy? 25 xin cảm ơn. 38 về. Trời ơi tiếc quá. 44 và xin mời anh ở lại sân khấu giật thưởng với số 15 46 quý vị nhé. Rồi anh trên hỏi là anh trên mượn gấu lại nên hỏi ha. Rồi anh ra từ đâu đến và còn đẹp mua bao nhiêu bé? Mình đến từ Bình Thạnh và lần đầu tiên mình đến với đầu Lô Tô Sài Gòn tinh thời mình bây giờ mình sẽ dạo một vòng xem ở đây có những cái gì, những món gì, những đồ ăn gì để cho mọi người khi mà tới đây thì sẽ dễ lựa chọn những món ăn phù hợp với mình hơn. Đây, đây là cửa hàng gà rán Nhật. Có rất nhiều cửa hàng để cho mọi người chọn nha. Các quý vị và nếu bây giờ là một đợt tiếp theo chúng em đang hỏi thuốc dù nữa chúng ta đi gặp thưa quý vị nha. Các con một vòng lời đặc biệt nữa chút xíu nữa thì chúng em sang một dù và bây giờ chúng ta cùng trở lại với nam ca sĩ xuất đời điện cho em cao 1m95 tuấn tú của Lê Hồ quý vị. Giờ cuối tuần á với lại lễ là người ta hay đi chơi đông á nên là mọi người thấy có cái sự đông đây không? Qua bên này cái quầy bên này. À mua năm hũ hả? Mua năm hũ. Lì ghê mua năm hũ. Nấu gì ra từ lương như bây giờ. Mua hoài luôn á. Một bài hát thì bài hát là Đừng Ký Bộ Đôi của sáng hát của nhạc sĩ Thanh Sơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ở đây có đầy đủ các món cho mọi người ăn từ khô đến nước. Thì lúc nãy mình với anh Wombo có gọi 3 món ở đây. Đây là món ăn Ấn Độ. Mọi người thấy rất là đông đúng không? Khi mà mọi người tới những chỗ đông như thế này thì những tài sản hay là tiền bạc hay là điện thoại đồ thì mọi người nên giữ kỹ nha. Tại vì nơi đông người thì mình kiểu mình không để ý mà mình bị sơ suất thì sẽ dễ bị mất đồ. Mà ở những nơi như thế này thì sẽ không có ai kiếm giùm mình hay là không có ai mà gọi như là sao nhỉ, giúp đỡ mình để kiếm lại đồ vật đó đâu. Nên là mọi người đi mọi người nhớ cẩn thận, mang theo đồ ít càng tốt, mang cái điện thoại với tiền là được rồi. Đây. Nhưng mà ở bên đây thì nó đóng cửa mất tiêu rồi. Lúc nãy mình với anh Wombo tính ăn súp mì Hào A Mau. Nhưng mà mọi người thấy gì không? Nó đóng cửa rồi. Buồn mà buồn. Khóc luôn á. Đây, ở đây là món gì đây? Tôi không biết nữa. Nhưng mà có vẻ là sắp đóng cửa rồi. Còn ở đây là quán cà phê. Khi mà bạn ở đằng kia, các bạn ăn uống xong bạn có một muốn uống cà phê thì mọi người hãy tới đây nhìn. Bây giờ mình dòng lại đi ha.
mình vòng lại để xem ở trên còn cái gì không, thì xem còn những thứ gì mà nãy giờ mình đi ngang qua mình đã lướt qua nó chưa. Đây à, ở đây có hệ thống ảo được nha mấy bạn. Xíu nữa chắc mình phải ra kêu anh Wombo là anh ơi chụp cho em mấy tấm ở đây quá. Đây, như chỗ mà nó như thế này thì cũng rất thích hợp để sống ảo. Các bạn chỉ cần chụp hình camera thường và chỉnh màu lên thôi là trời siêu ảo rồi, chứ không cần dùng app hay là dùng bất cứ một cái gì á. Ở đây cũng có quầy nè, nhưng mà hình như là người ta chưa có mở, người ta còn đang dọn dẹp nè. Các bạn có thấy không? Không biết là nó ồn quá các bạn có nghe mình nói gì không nè. Tại vì mình sợ ồn quá các bạn không nghe thấy gì hết, rồi kiểu như mình chỉ quay hình thôi thì các bạn sẽ bị chán. Đây, ở đây là chỗ bán hoa, cung cấp hoa, tất cả các loại hoa. Không gian ở đây rất là rộng, rất là rộng và hẹp. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn gặp một người mà nãy giờ các bạn mong ngóng, đó chính là anh Wombo. Đúng rồi, đây ồn lắm, không nghe cái gì hết. Lúc nãy em nói mọi người là không biết mình nói này các bạn có nghe hay không ta. Đây ồn quá không nói được cái gì hết. Biết sao cười không? Đây cho các bạn coi mà những thứ mà mình với lại anh Wombo order. 1, 2, 3 tiền tiền tiền. 160.000 của tôi. Đây là món cà ri gà. Đây là cà ri gà. Đúng rồi. Còn ở đây là món bánh phô mai tỏi, một bánh của người Ấn á. Còn đây là tôm lăn bột. Đây mọi người có thấy không? Tôi cảm thấy tôi hấp gọn chàng chà luôn. Trời ơi, nhìn cái hình nó đúng ảo luôn á. Không, thực sự là cái hình, trên cái hình mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ được một cái phần rất là lớn. Đúng. Tại vì giá cũng không có rẻ nữa. Đúng. Là giá cũng đây, đây, đây. Rất là cái này nha. Gà đâu rồi? Tôi mấy miếng gà này trong đây không thấy đó. Một miếng gà nào hết trơn. Nói chung là đây là đồ ăn người Ấn thì thứ nhất là nó sẽ không có mỡ heo. Đúng. Miếng Ấn không có ăn heo. Và ở đây thì nó là đẹp. Thật ra là mình với anh Wombo kiểu thấy mấy món này lạ, với lại chị cũng nói là món này là không cay, bán chạy nhớt, nhưng mà khi mà mang ra rồi thì nó như thế này đây. Thôi nói chung là để coi hương vị nó có bù lại cái số lượng hay không. Đúng rồi. Nhiều khi ngon. Đây là ăn chung với lại cay. Ăn chung với cay. Túi nó lên hay sao á, cho túi. Mấy anh chị hát rất là hay nha. Lần đầu tiên anh Wombo mới ăn món Ấn nên là không biết là ăn như thế nào. Đây gà gà nè. Nó là sao? Thiếu phục mình không? Nó mặn. Hơi mặn hả? Cái bánh nó như thế nào? Nó có mềm hay là nó xốp hay là nó giòn không? Có ồn lắm nghe quan thử. Mấy bạn có ăn bánh mà bơ tỏi không? Đó, đó, nó giống cái đó đó.
Còn cái sốt cà ri gà thì đối với mình là một con người không thích ăn mặn, mình thấy nó mặn. Nói chung là cái mùi vị nó khá là đậm đà, nhưng nó hơi mặn một xíu, cho nên đúng là rồi. Cái nào mà ăn không được mặn thì có vẻ như là cái này nó hơi ngọt một chút. Đúng rồi. Nhưng mà nói chung là tổng thể của Bo thấy là nó hơn so với mình nghĩ. Để mà nó hòa quyện với nhau thì nó rất là tốt. Nói chung là mình ăn thử mình đúng rồi mà. Mình được đó. Nếu mà mấy bạn mà ăn không nha, tôi đảm bảo mấy bạn ăn một muỗng thôi là không ăn nữa, tại vì nó rất là mặn. Mình phải ăn kèm với một là cơm, hai là bánh này đây. Cơm mà cũng được, không có nổi. Cơm mà cũng mà nó có mất chất mặn. Thì đây là lần đầu tiên mà mình với lại anh Phương Bo tới đây luôn á. Cảm thấy kiểu như đi đi ngang qua cũng nhiều rồi, khá là nhiều rồi, nhưng mà không biết là trong đây nó mở nhiều nhiều cửa hàng như vậy. Lại còn có lô tô nữa chứ. Hôm nay là hội chợ. Hội chợ. Với lại hôm nay lễ, người ta đi chơi lễ cũng nhiều nữa. Không biết lễ có ai ở nhà không ta, hay là có ai đi chơi không ta. Này là gì ta? Đâu? Đây. Ăn thử. Gà. Gà hả? Gà. Gà. Giờ đến món tiếp theo, cái món mà gây ấn tượng mình với anh Bo nhiều nhất luôn là món này. Món này thì mình gặp cũng nhiều rồi. Cái này là món bột lăn bột, nhưng mà cái bột của nó không phải là cái bột kia mà là cái bột lạ của bên ứng. Là mắc thôi với mình nha, nghĩ là một phần như vậy tới 50 ngàn là có là 10 ngàn một con tôm đó. Rồi. Bên kia có ăn gà rồi. Thiệt. Ok. Nói chung là sao lượt qua tất cả các món. 160 ngàn. Đây là 160 ngàn. Cái này là nhiêu ta? Cái bánh này hình như là khoảng 30 ngàn á. Bánh này là mắc nhất là 70 ngàn nè, 70 ngàn, 80 ngàn nè. Còn cái này là tới 50 ngàn mà có 5 con tôm mà nó ăn nó không phải là nó quá ngon xuất sắc, nó chỉ là lạ miệng thôi. Đúng rồi, lạ miệng là do cái bột. Đúng rồi, cái bột nó lạ miệng thôi. Và tổng thể cái món này được điểm chung là mặn, cực kỳ mặn, cho nên là bạn nào mà không có gu ăn mặn á thì là sẽ hơi bị khó ăn một tí. Nói chung là đồ ăn nó khá là khó giải thích, tại vì nói chung là cái truyền thống văn hóa của người ta, cho nên là mình cũng không có giải thích được là nó ngon hay nó dở. Nhưng nói rằng là nó rất là lạ miệng và nói chung thì giá hơi cao. Giá hơi cao. Đúng rồi. Mà nói chung là cũng mới bao nghĩ nha. Cũng bao nghĩ nó cho nó mặn quá, cho nên là người ta làm cái số lượng ít để mà cân lại, nó có thể ăn vừa đủ để mà vừa mặn. Nhưng mà vẫn là khá là đắt so với con Bo, tại vì gà trong đây nhưng mà thấy nó cũng không có nhiều lắm. Gà cũng không có nhiều lắm mà đa số chỉ toàn là sốt cà ri thôi. Bánh á thì nói chung là cũng bình thường, cũng như là chan thêm miếng bơ tỏi mà thôi. Đúng rồi. Ở đây là cũng là một cái món ăn rất là bình dân. Đúng là một món ăn rất là bình dân và chỉ lạ miệng có phần bột thôi, nhưng mà giá thì cũng khá là cao, cho nên con Bo nghĩ rằng là nếu như mà vào hội chợ để mà ăn món ứng thì con Bo nghĩ là các bạn nên tìm cái nhà hàng quán ứng hơn là so với đúng rồi. Hội chợ. Nói chung là tại vì hôm nay là con Bo cũng như bạn camera sẽ bị xe quyết định là sẽ vào đây bạn một cái món khác. Tuy nhiên thì cái món nó dẹp rồi. Đúng rồi, lúc nãy em cũng có đi ngang qua cái cửa hàng đó. Đấy, thành ra là mình quyết định là mình ăn. Đấy. Ok, và cũng xin kể
hôm nay cũng đã kết thúc rồi, hy vọng là mọi người